Vào buổi chiều tại Sài Gòn thì ăn lẩu bò ở đâu ngon? Thì ăn lẩu bò Hàng Thu chứ còn ở đâu nữa. Thưa quý vị khán giả, đây là lần gặp nhau thứ tư của Bảo và anh Toàn, chủ quán lẩu bò Hoàng Thu. Gặp nhau 4 lần, lần thứ tư cũng là ngày khai trương chi nhánh thứ tư luôn đúng không anh? Đúng em, đây là cái anh mới khai trương cái chi nhánh này. Thì cái địa điểm và vị trí này anh chọn lựa thì anh rất là hài lòng, rất là thoáng mát. Đó, và đồng thời nữa thì hiện tại quán anh giờ là đang cho ra những cái món mới, sản phẩm mới. Đó là theo cái xu hướng của những giới trẻ thích ăn những cái món tự chọn. Đó, như món xiên nướng rồi hoặc là lẩu xiên. Đó, vô rất là nhiều món trong phần thờ con bò. Thì bây giờ nếu mà em ấy thì anh có thể giới thiệu cho Bảo vào đây tham khảo những cái món mới anh làm. Dạ rồi, bây giờ thì anh em mình cùng vào trong anh ha. Mời quý vị khán giả có thể Bảo nha. Bây giờ anh có thể giới thiệu cho em là ở chi nhánh thứ tư này thì mình có những cái món nào mới nữa anh? Thì ở chi nhánh thứ tư này có rất là nhiều món mới, trong ra mấy món mới. Là những món xiên que nè, xiên que trong bò thì có đầy đủ hết. Tất cả các món trong con bò có gì là anh có cho cái đó. Cái xiên que này là mình ăn nướng hay là mình ăn lẩu anh? Vừa nướng cũng được mà vừa lẩu cũng được, nhưng mà lẩu thì là hợp lý hơn, ngon hơn. Lẩu là ngon hơn. Đúng rồi. Nhưng mà để thưởng thức cái lẩu xiên que thì mình sẽ gọi như thế nào anh? Nếu mà thì để mà thưởng thức cái lẩu xiên que á, thì trước tiên em mới gọi bằng nước lẩu. Là phải gọi nước lẩu trước. Nước lẩu thì mình có nhiều sự lựa chọn nào? Nước lẩu thì ở đây anh có mấy loại nước lẩu, như là nước lẩu Thái nè, nước lẩu cải chua, nước lẩu truyền thống. Đó, thường bán. Xong em lấy nước lẩu lên và em ra mua và lựa chọn những món mà em thích. Những xiên mà em thích. Ngoài cái món lẩu xiên que tự chọn vừa rồi anh nhắc thì ở đây còn món mới gì nữa không? Có, thì đây là nhũ cuộn kim chi nè, bò cuộn kim chi nè. Dạ. Đó, rồi kiểu này nữa. À còn nữa hả anh? Wow. Bò cuộn bí nụ. Bò cuộn bí nụ. Món này rất ngon. Dạ rồi. Món này đã ăn rồi, rất là ngon. Rất ngon. Rất ngon. Chủ quán đảm bảo món đó là ngon các bạn nha. Em thử đi mày biết. Ngoài ra mấy này thì còn có món phá lấu. Dạ. Phá lấu bò đó. Phá lấu ở đây thì có cái gì đặc biệt so với những cái món phá lấu khác ở Sài Gòn hay không? Tại vì ở Sài Gòn mình thì phá lấu nó rất là phổ biến rồi. Nhưng mà đặc biệt phá lấu bò ở Hoàng Thu này không nói trước được, phải ăn đi mới biết. Phải ăn thì mới biết được. Ok. Món này là giống như là bí mật các bạn nha, một chút nữa ăn mới biết nó ngon như thế nào. Mới biết được. Dạ rồi, bây giờ thì anh cho em gọi hết những cái món mới đó mà anh vừa giới thiệu đó. Để ngày hôm nay thì em sẽ thưởng thức giới thiệu quý vị khán giả để xem hương vị nó như thế nào. Cảm ơn anh Toàn rất là nhiều ạ. Chúc anh khai trương hồng phát. Rồi, anh cũng cảm ơn Bảo nhiều. Dạ. Và sau khi chọn món xong thì các bạn có thể chọn cái không gian giống như Bảo ngồi ở đây, hoặc là có thể chọn cái không gian ở bên ngoài. Ở bên ngoài thì nó sẽ thoáng hơn, náo nhiệt hơn. Còn nếu mà bạn nào đi cùng với gia đình hoặc là mình cần một cái không gian riêng tư, rộng rãi thì các bạn có thể chọn cái chỗ ngồi giống như Bảo ở đây, hoặc là ở trên lầu. Nghe đâu ở trên lầu thì có thêm những cái phòng VIP dành cho 10 người, 20 người, 30 người, và đâu đó là đến tầng 50 người để mình có thể tổ chức những cái buổi tiệc, những cái buổi liên hoan sinh nhật. Rồi, bây giờ thì bắt đầu thưởng thức thôi các bạn nhé. Bảo thấy là lúc nãy khi mà xem qua menu á, thì ở quán này đúng thật là có đầy đủ những cái món mà quá nổi tiếng ở lẩu bò Hoàng Thu ở những chi nhánh khác rồi. Ngoài ra thì ở chi nhánh mới này còn được bổ sung thêm những cái món mới, những cái sự lựa chọn mới nữa, giống như những cái món mà ngày hôm nay Bảo thưởng thức ở đây. Thì mình sẽ bắt đầu với cái món đầu tiên, đó chính là món gỏi bò thấu thơm xả. Nguyên liệu chính của cái món này nó gồm 3 món, đó chính là phần thịt bò nè, thơm và cái phần xả. Cái phần thịt bò ở đây Bảo thấy là bắp bò được tẩm ướp gia vị, sau đó thì được xào vừa chín tới để giữ cái độ mềm của cái phần thịt bò này. Và mình sẽ chấm cùng cái phần nước mắm gừng các bạn nhé, sẽ đi kèm với một cái chén nước mắm gừng. Wow. Cái phần bắp bò thấm gia vị, có nước cốt chanh ở trong này, gia vị chua chua ngọt ngọt kết hợp với cái phần thịt bò mềm thơm thơm của xả, chấm cùng một chút nước mắm gừng. Wow. Bắt đầu với món này hơi bị ngon rồi nha. Với cái món này thì những cái miếng thơm sẽ được cắt hơi dày một chút như thế này, chứ không phải là cắt nhuyễn mà trộn cùng vào, nên các bạn có thể ăn cùng một miếng thơm như thế này luôn. Chua chua ngọt ngọt, ăn rất là thích luôn. Bảo thấy rằng là
dù có cái tên là lẩu bò Hoàng Thu, nhưng mà thật sự là lẩu bò Hoàng Thu thì không chỉ có lẩu bò mà còn có thêm nhiều món khác nữa. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang đến cái món tiếp theo. Bảo thấy đây là một trong những cái món lẩu hoàn toàn mới ở lẩu bò Hoàng Thu. Món lẩu xiên que tự chọn là một cái món phải nói rằng là vừa quen vừa lạ. Quen đó chính là cái phần nước lẩu này nè, vẫn là một cái hương vị rất hấp dẫn từ trước đến giờ của lẩu bò Hoàng Thu. Còn cái mới là gì? Đó chính là cái size của nó sẽ được thu nhỏ lại một chút để phù hợp với những cái đối tượng khách hàng ít người. Mình đi nhóm khách ít người, chỉ 1, 2, 3, 4 người thì mình có thể gọi cái phần này được đựng trong một cái nồi đất để giữ nhiệt tốt hơn. Và cùng với đó thì những cái xiên que thì mình thích món nào mình gọi món đó. Với nước lẩu thì nó sẽ có giá dao động từ 20 tới 30 ngàn tùy các bạn chọn về cái loại nước lẩu. Bây giờ thì mình sẽ cho những cái món ăn kèm với lẩu quen thuộc như này. Mấy cái món này thì sẽ có giá đồng giá là 15 ngàn một món các bạn nhé. Cho khoai môn, một đĩa đậu hũ. Rồi. Và cái này thì sẽ có thêm nấm và tẩu kỳ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cho những cái xiên que mà lúc nãy bà đã vừa gọi ở bên dưới. Các bạn có thể đến cái chỗ ngồi rồi xem menu gọi cũng được. Hoặc là các bạn muốn xem một cái xiên nó như thế nào, lựa món tận tay tận mắt thì mình có thể đi xuống ở bên dưới lựa, rồi sau đó thì nhân viên sẽ mang lên cho các bạn nha. Ăn thì mình sẽ cho hết một lượt tất cả cái xiên này vào hoặc là cho từ từ cũng được. Mấy cái này là chín rồi các bạn nha. Mình chỉ cần cho vô lẩu cho nó nóng là mình ăn được rồi. Xiên gân bò vào. Tính ra thì một cái lẩu này, nước lẩu thì lúc nãy bỏ gọi là nước lẩu truyền thống thì có giá 20 ngàn nè. Những cái xiên này thì nó cũng chỉ dao động từ 20 đến 30. Bỏ vừa cho đây khoảng 4 xiên. Thì tính ra là cái nồi lẩu này thêm những cái món ăn kèm nữa đâu đó khoảng sắp xỉ 100 ngàn thôi. Rồi bây giờ thì thưởng thức thôi. Wow. Vẫn rất là thơm như ngày nào. Wow. Vẫn rất là chất lượng nha. Cảm giác mà ăn lẩu bò ở trong nồi đất này theo Bảo cảm nhận là cái độ nóng của nó rất là cao và nó sôi khá là nhanh nữa. Cái miếng ruột già chấm chao. Dai, thơm, xử lý rất là kỹ, không có cái mùi hôi ở trong này, rất là dễ ăn. Một miếng lá sách. Rất là ngon luôn á. Các bạn thấy rằng cũng nhiều người kiểu mình đi ăn lẩu bò nhưng mà có món thì thích, có món thì không, nên là phải dặn quán lấy cái này không lấy cái kia, nó rất là cực. Thì bạn thấy rằng là cái lẩu này lại có rất là nhiều ưu điểm, ai thích món nào thì mình ăn món đó thôi. Đây, một cái minh chứng về cái việc rằng là cái nấu trong cái nồi đất thì nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt. Mặc dù các bạn thấy ga bên dưới mà nó tắt hoàn toàn rồi, nhưng mà cái nồi lẩu nó vẫn sôi đều đều như thế này đây. Mình ăn dù cho mình có tắt bếp đi thì cái phần nước lẩu nó cũng sẽ không nguội quá nhanh. Ngồi thưởng thức nó vẫn rất là ngon. Ta-da! Và mặc dù là đang ăn lẩu bò rất là ngon các bạn, nhưng mà tại vì sợ rằng là nếu mà tiếp tục ăn nữa thì một lát sẽ không có sức để ăn những cái món tiếp theo như thế này. Chứ vì vậy thì bây giờ mình sẽ cho lẩu sang một bên và thưởng thức thêm một cái món mới nữa tại lẩu bò Hoàng Thu. Đó chính là cái phần phá lấu. Đầu tiên á, nhìn ở bên ngoài á, thì cái phần phá lấu ở đây, cái màu á, nó rất là đẹp luôn. Bạn thấy rằng cái phần nước phá lấu ở đây thì nó cũng kiểu sánh đặc á, chứ không phải quá loãng. Đó, bên trên thì sẽ một ít rau răm. Những cái món ở trong phá lấu này thì cũng rất là đa dạng nữa. Và ở đây thì sẽ ăn với bánh mì các bạn nha. Và chấm với cái phần này mắm me. Đúng thật là không cần giới thiệu quá nhiều. Ăn và cảm nhận
để thấy rằng nó ngon như thế nào. Cái phần nước phá lấu này đầu tiên đó chính là nó rất là thơm và béo các bạn. Gia vị ở trong này rất là vừa, chấm cùng với bánh mì ăn rất là ngon, rất là bắt vị luôn. Wow. Tuyệt vời, tuyệt vời. Wow. Cái món phá lấu này là phải ăn nóng các bạn nha. Mang lên hoặc nóng hổi là mình lấy bánh mì mình xé ra mình chấm vô liền. Ngon không cần phải bàn cãi. Món ở trong cái nồi phá lấu này á, mặc dù là để ở ngoài xiên que, sau đó thì mới cho vào nồi, cho thêm nước phá lấu vào và đun lên. Thế nhưng mà những cái này hình như là được sơ chế trước đó rồi. Chính vì như vậy thì nó đã thấm gia vị rồi. Chứ bạn nghĩ rằng là nếu như mà mình cho xiên que rồi cho nước phá lấu vào đun lên á, cái thời gian ngắn như vậy á, thì nó không đủ để nó thấm cái phần nước phá lấu vào trong những cái món ăn cái này. Mọi người đã có sơ chế trước đó rồi nên cái món này nó ngấm gia vị, nó thơm mà nó vừa lắm. Bỏ vô luôn đi em. Cảm ơn em rất là nhiều. Nếu mà đoán không nhầm thì đây sẽ là cái phần thịt bò và nằm cuộn với lại nấm kim châm và nụ bí. Cái này thì đã được nướng rồi. Ở đây thì những cái món nướng thì sẽ không phải là nướng tại bàn, mà mình gọi món thì sẽ có các bạn nhân viên nướng và mang lên cho các bạn nha. Phần thịt bò mềm cuộn với nấm kim châm nướng rất là thơm. Nhưng bạn nghĩ rằng món này sẽ chấm cùng với tương ớt nữa, nó sẽ vừa vị và nó xuất sắc hơn. Cái phần nụ bí giòn giòn. Wow. Nếu mà để được so sánh và lựa chọn á, thì Bảo thích cái phần thịt bò cuộn với lại cái phần nụ bí nướng lên ăn nó sẽ ngon hơn so với cái phần nấm kim châm. Tại vì sao? Tại vì cái phần nụ bí khi nướng lên á, nó vẫn giữ được cái độ ngọt giòn giòn sần sật, kết hợp với cái phần thịt bò bên ngoài mềm thơm, chấm với một chút tương ớt cay cay nữa, quá đã luôn. Và riêng với chi nhánh thứ tư của lò bò Hoàng Thu nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11, từ ngày khai trương trở đi thì khi các bạn đến đây thưởng thức sẽ được uống miễn phí nước ngọt các bạn nha. Lúc nãy thì Bảo có hỏi chị chủ thì chị ấy nói rằng là cái khuyến mãi này ít nhất sẽ được diễn ra trong một tháng, nhưng có thể hơn. Hiện tại thì chị vẫn chưa suy nghĩ ra cái ngày kết thúc em ạ. Nên là đến đây ăn lẩu bò là được uống miễn phí nước ngọt các bạn nha. Với những cái món mà ngày hôm nay Bảo thưởng thức thì Bảo thích nhất đó là cái phần lẩu bò xiên que tự chọn và cái phần phá lấu này. Cái này thì kiểu mình đi ít người mình gọi nè, mình thích cái nước lẩu nào mình ăn nước lẩu đó, thích cái xiên que mình thích cái phần thịt nào mình ăn cái phần thịt đó. Với phá lấu này thì chấm cùng bánh mì ăn rất là cuốn luôn. Bạn nghĩ rằng là trong thời gian tới thì món này sẽ là cái món được rất nhiều người yêu thích nè. Tại vì nó sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi. Đó là tất cả những cái gì về lẩu bò Hoàng Thu. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những món nào tiếp theo nha. Bye bye.